Thưa quý vị, trong năm qua, các cấp hội nông dân huyện Thới Lai của thành phố Cần Thơ đã có nhiều việc làm thiết thực theo gương Bác, gắn với đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Phát huy tinh thần đoàn kết trong lao động sản xuất, hơn 40 nông dân ở ấp Thới Quà B, xã Xuân Thắng cùng nhau thành lập hợp tác xã Quà Thành Thắng, chuyên trồng các loại cây ăn trái như bưởi, nhãn, cam xoàn, na, vân vân. Hàng năm hợp tác xã cung cấp cho thị trường hơn 800 tấn trái cây các loại. Riêng gia đình ông Nguyễn Thanh Phong, thành viên hợp tác xã, hàng năm cung cấp cho thị trường khoảng 11 tấn bưởi và cam xoàn. Năm quá học bây giờ cây bạc màu quá, tại vì nó không đạt hiệu quả. Lúc đầu thì nó phát lắm, rồi sau về sau nó rất càng ngày nó càng cây càng suy kiệt, nó không sống nổi với thời gian luôn. Cho nên mới xây qua chuyển làm bên hữu cơ để làm những trái cây sạch. Một năm thì em làm bưởi á, thì với cam xoàn em sang canh chung á, thì một năm bưởi thì em làm được 6 tấn. Còn cam sòn thì được 5 tấn. Để phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi gắn với học và làm theo gương Bác Hồ đi vào chiều sâu, các cấp hội nông dân trong huyện đã vận động hội viên chuyển đổi đa dạng hóa cây trồng vật nuôi với mũi nhọn là đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn. Đến nay, huyện có hơn 61% hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Từ ngày mình xử lý làm bông tới bán là 5 tháng. Nhưng khoảng 11 tháng là mình, trong vòng 11 tháng mình làm được 2 lứa trái. Tính đất tôi thì 7.000 nhưng mà đang cho trái chỉ có 200 cây thôi. Còn mấy trăm cây kia thì nó còn nhỏ, thì 200 cây này thì một năm, một vụ thì mình bán khoảng 100 trên 100 triệu. Thì hai vụ thì nó khoảng hơn 200 triệu. Từ phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả được nhân rộng. Những nông dân dám nghĩ, dám làm, đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất ngày càng nhiều, đã góp phần tăng diện tích vườn của huyện đến nay lên gần 2.400 hectare. Và trong 6 tháng đầu năm 2022, nông dân trong huyện đã thả nuôi được hơn 670 hectare thủy sản và trồng hơn 1.500 hectare rau màu các loại. Qua một năm triển khai cái kết luận số 01 của Bộ Chính trị, thì kết quả của Hội Nông dân huyện đã thể hiện rất là rõ nét nhiều phong trào là phát triển và nó bằng. Đặc biệt nhất là đối với các cấp hội trên địa bàn của huyện Thới Lai thì các chỉ tiêu về thi đua của hội được thành hội giao thì đều đạt và vượt chỉ tiêu 100%. Những mô hình phần việc học và làm theo gương Bác trong lao động sản xuất của nông dân Thới Lai đã góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.